Mình rất thích các ánh màu của kim loại, đặc biệt là màu của bạc. Mỗi sản phẩm bạc chính là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Thời còn đi học thì mình cũng có cơ hội được đi tham quan rất là nhiều những cái đình chùa, và mình rất là yêu thích những cái họa tiết cổ. Mình luôn có một cái ý định rằng là sau này mình có làm gì thì mình cũng muốn tôn vinh lại những cái họa tiết đấy để giới thiệu đến nhiều hơn với các bạn trẻ bây giờ. Sau này khi mà mình làm nhiều về kiến trúc công nghệ số thì mình cảm thấy bàn phím cơ cũng như là keycap là thứ mà mình luôn làm hàng ngày. Thế nên là mình cũng nảy ra ý tưởng mang một số những cái họa tiết đó trên keycap làm cho bản thân mình trước thôi. Nhưng mà sau khi mình thử nghiệm làm thì được cộng đồng rất là đón nhận, nên là mình cũng đã tập trung vào phát triển nghề này. Bước đầu thì luôn luôn là những cái bước khó khăn nhất. Gia đình mình cũng không có nền tảng gì về nghề kim hoàn cả. Để tìm hiểu một cách chính thống thì cũng rất là khó khăn. Đầu tiên mình cũng là đến những cửa hàng bạc xưa, rồi gặp những các nghệ nhân để hỏi về cách làm. Mới đầu thì mọi người cũng không tin về những cái việc mình làm. Mọi người chỉ nghĩ là chắc là mình cũng chỉ thích qua thôi, chứ cũng không nghiêm túc với nghề. Thế nên là mọi người không quá nhiệt tình để chỉ bảo mình. Và sau một thời gian thì khi mà mọi người cảm thấy là mình rất là nhiệt huyết cũng như là quá tâm huyết với nghề, thế nên là mọi người cũng đã giảng dạy lại mình một cách rất là chính thống, bài bản, cũng có niềm tin về mình trong cái lĩnh vực này. Các bác cũng hy vọng rằng là mình có thể đem lại những cái giá trị về truyền thống đến với các bạn trẻ nhiều hơn. Các sản phẩm bên mình thì được trải qua rất là nhiều giai đoạn, nhưng mà có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Bước đầu tiên thiết kế thì mình phải lên bản vẽ cũng như là tìm hiểu văn hóa rất là nhiều, với mục đích là truyền tải những hình ảnh văn hóa đến các bạn trẻ, nên là bên mình rất là chú trọng trong khâu nghiên cứu. Quan điểm của bên mình đấy là không những cái sản phẩm phải đẹp mà còn phải là đúng. Thế nên là bên mình cũng đã có những cái bạn mà nghiên cứu về rồng đến những là 10 năm. Những cái hình ảnh hoa văn ở trên họa tiết cũng có những bạn mà luôn luôn phải đến tận nơi đình chùa vẽ lại những cái sản phẩm để sao là cái tỷ lệ chi tiết là đúng nhất. Dựa vào những cái hình ảnh đã nghiên cứu, mình sẽ tạo hình trên sáp, sau đấy là mình sẽ cho vào thạch cao, đổ bạc lỏng vào để có thể tạo ra những cái phôi đầu tiên. Bước thứ hai là gia công nhiệt. Bước này thì phụ thuộc rất là nhiều vào tay nghề cũng như là kỹ năng của người làm bạc. Sau bước gia công nhiệt thì bên mình sẽ có một cái phôi thô đưa vào cái bước gia công nguội, là bước mài rũa để có thể là đưa những cái chi tiết về những cái nguyên bản chuẩn nhất. Bước cuối cùng trong công tác hoàn thiện là bên mình sẽ để sản phẩm ở dưới kính hiển vi, sau đấy là dùng những cái máy móc để có thể tạo nên những cái chi tiết sắc nét nhất. Mình đã áp dụng những cái công nghệ hiện đại nhất ở trên thị trường bây giờ để vào sản phẩm của mình và cho ra những cái sản phẩm có những cái chi tiết thực sự ấn tượng. Khi mọi người nhìn thấy những cái hình ảnh chùa Một Cột, tháp rùa được đưa lên trên keycap thì mọi người cũng nhắn tin hỏi về bên mình rất là nhiều, có thể đưa được những cái danh lam thắng cảnh của quê hương của mọi người cũng như là một số những cái địa danh mà mọi người yêu thích lên cái sản phẩm bạc được không. Càng bất ngờ hơn là các bạn trẻ quốc tế cũng đã chủ động liên hệ với bên mình để hỏi về những cái địa danh đấy, và đấy là một cái niềm vui mà khiến cho chúng mình rất là hài lòng đối với thời điểm hiện tại. Mình luôn muốn tạo ra những sản phẩm có sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống cũng như những giá trị hiện đại. Mình là Hiền Thu và đây là chương trình Việt Nam Đa Sắc.